Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào vương trên tóc thầy, một ca khúc quen thuộc và cảm động. Với mỗi thế hệ học sinh chúng ta được truyền đến quý vị và các bạn qua tiếng sáo của cựu học sinh Trịnh Anh Tú. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.